Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và ở video này thì mình nhận được một tin rất là sốc, đó là thông tin về 5 cầu thủ đá bán độ. Vậy thì chi tiết như thế nào về sự việc 5 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đá bán độ về hành vi đánh bạc thì các bạn hãy cùng lắng nghe nha. Xong là hy vọng các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh cũng như thể hiện quan điểm của các bạn trong cái video này nha. Vâng, chính thức khởi tố 5 cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu về tội dàn xếp tỷ số đánh bạc. Sáng ngày 1 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tống đạt các quyết định để khởi tố vụ án và khởi tố các bị can đang là các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu về cái hành vi đó là đánh bạc theo điều 321 Bộ luật hình sự. Và theo kết quả điều tra ban đầu thì trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại vòng 8 giải hạng nhất quốc gia năm 2023-24 diễn ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 tại sân vận động Bà Rịa thì 5 đối tượng gồm là các cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất đá dưới sức của mình để cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các trang website cá độ bóng đá. Và kết quả trận đấu thì câu lạc bộ Đà Nẵng đã thắng câu lạc bộ Vũng Tàu với tỷ số là 3-1. Và hiện thì vụ việc này đang được các cơ quan điều tra của tỉnh tiếp tục điều tra của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây đáng nói là một hành vi rất đáng lên án trong thể thao, đó là hành vi thi đấu không trung thực, dàn xếp và làm thay đổi kết quả của trận đấu. Đáng nói hơn là 5 cầu thủ này lại là 5 cầu thủ có tuổi đời rất là trẻ, những cầu thủ sinh năm từ 2000 đến 2004, kể cả thủ môn lẫn tiền đạo. Vậy thì theo quan điểm của các bạn về sự việc này như thế nào thì các bạn hãy đưa ra cái phần bình luận của mình dưới video này nhé. Và mong đến đây thì mình cũng một lần nữa xong mong tất cả các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả các bạn.